Chào mừng cô chú anh chị em quay lại kênh YouTube Lưu Sa nha. Hôm nay em tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị em hai lô mai. Một lô là nguyên trái bí từ 4 múi 5 múi trở lên. Bí này là loại bí quấn là trái bí bự như cô chú anh chị. Còn một loại là lò xo. Đó. Là cái hai cái lô này là phân biệt rõ ràng nha. Cô chú anh chị nào mà mua bí thì em sẽ gửi bí không nha. Còn cô chú anh chị nào mua lò xo thì em sẽ gửi lò xo không cho cô chú anh chị nha. Thì bây giờ trước tiên là em bán cái lô bí trước. Đó, em play quay cái lô bí trước cho cô chú anh chị mình coi nha. Rồi em quay cái clip lò xo em sẽ quay riêng nha. Chứ em không có quay, em không có bán hai mặt hàng chung một clip nha cô chú anh chị. Rồi, bây giờ em vô lưu với cô chú anh chị em là một lô mai bí nha. Cái này là bí quấn, cái loại này bí lớn nha cô chú anh chị. Con bí lớn nè. Này nó lòi dễ lắm luôn. Cây này cao 45 cm trở lên nha cô chú anh chị. Bí nó nổi lên rất là đẹp. Nổi bí lên á, nó gọi nổi dễ lên cho cô chú anh chị. Rồi. Thì cây thì nói chung là tương đối là cứng cáp nha cô chú anh chị. Cây nó bằng đầu đũa ăn của mình đó nha. Thì nói chung đợt này là bí của em cũng nói là tương đối cũng đẹp đó cô chú anh chị. Mua về mình trồng thì nói chung là cũng rất là đẹp. Loại này là bí em quấn cái dòng lớn nha cô chú anh chị. Nên giá thành nói chung là em cũng dự định đó, là sẽ lên giá. Nhưng mà những cô chú anh chị em đặt rồi, mình nói chung cũng giao lưu em rồi, với lại đặt hàng em rồi, thì em vẫn giữ giá cũ là 8.000 một cây, không bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Là em ship từ 50 cây trở lên một đơn hàng nha cô chú anh chị. Đó, ủng hộ em thì ủng hộ một đơn hàng 50 cây nha cô chú anh chị. Cái lô này thì em cũng có nhiều. Lô này thì nói chung là khoảng gần 700-800 cây thôi. À, cô chú anh chị mình đặt qua cái là nó cũng hết hàng rồi. Nói chung là lô này em cũng không có nhiều đâu, tại vì em đợi đúng kích thước em mới giao lưu đó, nên cái lô nào nó đủ kích thước, đủ cứng cáp cây thì em mới giao lưu cho cô chú anh chị mình nha. Đó. 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 Thì hàng này là bí 100% nha cô chú anh chị. Nói chung là cái hàng nào bí thì em sẽ nói bí cho cô chú anh chị nha. Còn hàng nào lò xo thì em sẽ báo lò xo. Rồi cô chú anh chị nào mà thích cái lô này thì liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0966993277 để mình đặt hàng sớm nha cô chú anh chị. Cây thì nó cứng cáp cao hết trơn rồi. Cây này thì bảo đảm với cô chú anh chị, về mình trồng này rất là bắt. Cái này trời hơi nắng quá nên cây nó cũng hơi chá nha cô chú anh chị. Chịu khó xem giùm em nha. Tại vì nói chung là em rảnh giờ nào em ra vườn giờ đó, rồi em quay cho cô chú anh chị mình coi, mình em đăng lên. Tại vì có một số anh chị em cũng chuẩn bị hàng để nói chung là mấy anh chị dăm lại đó, dăm lại cái chuẩn bị đặng tới mưa, cái cô chú anh chị mình trồng xuống thì rất là bắt, rất là ngon nha. Nói chung mặt hàng bên em thì giờ hiện tại cũng không còn nhiều đâu, hàng còn cũng số lượng cũng hạn chế lắm đó. Anh chị em nào mình có ý mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0966993277 để mình đặt hàng nha. Cây thì cô chú anh chị mình thấy nó cứng cáp lắm, cây tàn chân tàn nhánh chân đẹp lắm, xanh ươm đã. Rồi chào tất cả cô chú anh chị mình nha.